mình trò chuyện anh ha. Dạ dạ. Ừ. À, thưa quý vị thân mến, giờ đây thì Tuấn Vĩ đang còn ở bên nhà của Úc Sầu Riêng. Anh đây đó thì lại đi từ trên Đức Hòa xuống. Dạ. Vì biết anh Tường, anh tên Tường. À, anh dạ. Tường. Dạ. Anh tên Tường. Tường đúng không? Dạ. Thì anh trên Đức Hòa xuống vì biết cái lịch trình của Tuấn Vĩ hôm nay tới cô Úc, nên là anh xuống đây để mong gặp Tuấn Vĩ để trình bày cái sự việc, hình như là để giúp đỡ. Dạ. Sao anh ha? Ơi, dạ. Giúp đỡ cho một gia đình thì dạ. Cũng quá khó khăn. Dạ. Dạ. Rồi thưa quý vị, thì thế này, hồi nãy thì Tuấn Vĩ cũng có trò chuyện với anh rồi, là ở cái vấn đề đó là khi mà muốn giúp đỡ từ thiện đó, thì nếu có dịp Tuấn Vĩ ghi nhận trực tiếp thì mới thiết thực, và Mạnh Thường Quân cũng nhìn thấy được cái hoàn cảnh đó ra sao để mà cho nó cụ thể để giúp đỡ. Dạ, dạ. À, chứ không phải bây giờ mình chỉ dùng bằng lời nói không thì cũng không phải là không tin. Dạ. Nhưng mà ở cái chỗ là đôi khi khó hình dung đó anh. Dạ, dạ. À, vì lẽ đó cho nên là hôm nay đó thì anh đã xuống đây rồi, nên là Tuấn Vĩ cũng thấy rất là cảm động vì cái điều mà anh phải bỏ một cái khoảng thời gian cũng như là quãng đường rất là xa xôi để đến đây. Yeah. Thì Tuấn Vĩ cũng xin ghi nhận, mang tính là để anh giới thiệu, anh nói về cái hoàn cảnh mà anh đang còn cần giúp ở đây. Yeah. Thì để cho nút rút gọn thời gian thì yeah. em hỏi tới đâu anh trả lời tới đó anh ha. Dạ yeah, dạ. Yeah, ừ. Yeah. À, thứ nhất là anh là tên Tường anh ha. Tên Trường. À, tên Trường. Dạ. Yeah. Và anh đến là từ Đức Hòa xuống. Dạ yeah, anh ở Đức Hòa. À, Đức Hòa Long An. Dạ. Còn cái hoàn cảnh mà anh muốn Tuấn Vĩ đến để ghi nhận là quan hệ như thế nào với anh Trường? À, đó là cũng như mình vừa đầu cũng có đi đám. Dạ. Đi đám ở Long An, ở Châu Thành Long An đó. Dạ. Nhà của người bạn thì gần đó. Dạ. Mình đến đó mình chơi rồi mới gặp. Dạ. Thấy trường hợp đó. Ừ. Rồi mới cũng coi lại xem mới biết. Ừ. Anh Tuấn Vĩ với lại Úc đây. Rồi mới nhờ Úc giới thiệu mà. Anh em cũng gọi cho anh Tuấn Vĩ hoài mà gọi không được. Dạ. Thì cũng bận quá rồi anh Tuấn Vĩ không có nghe máy được. Dạ. Anh thử ra Úc nói thôi giờ hôm nay anh thì sắp xếp đến đây để trình bày cho anh Tuấn Vĩ biết đi. Dạ. Rồi hôm nào anh Tuấn Vĩ có thời gian anh Tuấn Vĩ đến đó để xem là cái tình hình nó còn sao nữa. Dạ. Giúp đỡ cho gia đình đó. Dạ. Quả thật là thế này anh nè. Dạ. Em xin lỗi anh về hai điều. Thứ nhất đó là em quá bận rộn cho nên là nói vậy mà nghe tất cả được các cuộc gọi là em chưa có làm được điều đó. Đó là điều thứ nhất mà em muốn xin lỗi anh. Điều thứ hai nữa đó, nói về cái việc mà từ thiện đó thì thường đó là trước đây thì em có thời gian thì em cũng đi nhiều. Nhưng mà sau này thời gian nó hơi hạn hẹp bởi vì em lo với cái việc tìm người đó. Vì lẽ đó mà chủ yếu là ở cái khu vực gần gần Cái Bè rồi cho đến là ví dụ như là ở Đồng Tháp, Lai Dung này nọ. Còn ở xa như vậy thì thật sự mà nói là lâu nay thì em chưa có nghĩ tới. Nhưng mà anh đã đánh đường từ xa xôi đến đây thì để em coi anh nói về cái hoàn cảnh đó ra sao, để xem cái mức độ cần thiết nó ra sao. Bởi vì thật sự mà nói, khi người ta đã khó khăn lắm thì người ta mới cầu cứu với mình. Em cũng biết là rất là khó khăn. Nhưng có nhiều trường hợp là thế này nè, là ví dụ như khó khăn, có đúng khó khăn nhưng mà mới chỉ là khó khăn nhất cái xóm đó thôi. Nhất xóm thì đã cho là khó khăn rồi, nhưng mà ở cái mặt bằng chung thì có nhiều người còn thê thảm hơn nữa. Ví dụ như vậy cho nên là có dịp thì em phải đến em trực tiếp đó em coi như thế nào anh ha. Nói chung thì em cũng trình bày cho anh biết như vậy. Thì trường hợp đó thì giờ nhà đó là 4 thành viên. Thì ông già, thì cụ già thì nay cũng 90 tuổi. Cũng không lao động được gì. Cũng gắn máy trợ tim. Ông anh kế đó thì bị câm. Rồi người kế đó bị dạng như bị thần kinh vậy đó. Rồi một người em của trong gia đình đó thấy là giờ là bị tim. Bên tim mà bị kiểu như bị hai bên tim. Một bên bị hẹp, bên bị hở. Vậy là có nghĩa là ba người con của ông đều bị bệnh hết. Bị bệnh hết. Giờ cái người mà bệnh tim này là lao động chính đó, thì giờ là cũng không bị vậy thì nằm viện, là giờ không có ai mà lao động chính hết. Đó, thì em cũng tới đó cũng mấy lần rồi, thấy thì cũng hoàn cảnh cũng khó khăn quá. Rồi giờ em cũng coi trên cộng đồng mạng nè với anh Tiến Vĩ là xem là mới biết. Rồi mới biết qua số điện thoại của Úc mới biết, mới gọi, mà gọi Úc thì được, mà gọi anh thì cũng khó, tại vì anh cũng bận biểu công việc quá. Đó thì em cũng biết, chứ không phải là trách anh gì. Dạ, em hiểu. Thì hôm trước thì Úc cũng có gửi tới cho em cái trường hợp mà của anh. Thì thật sự mà nói là em thấy đó, nhưng mà rồi nhiều việc quá rồi em cũng chưa có nghe, chưa có nghiên cứu đó anh. Nên mà Úc nói thôi giờ anh sắp xếp đi, bữa nay có anh Tiến Vĩ về đây nè. Tiền dịp anh qua đây chơi rồi biết nhà của Úc.
Hơn nữa là để gặp anh tướng Dĩ để trình bày cho anh biết cái trường hợp của cái hoàn cảnh gia đình đó. Rồi để sau này anh tướng Dĩ cứ đến đó để xem xét rồi có gì anh tướng Dĩ giúp đỡ. Ví dụ là như vậy, ví dụ như người đó là bà con của anh thì cũng bình thường thôi, không có gì hết. Bởi vì là mình ngoài khả năng để mà lo thì mình kêu gọi cũng thì bình thường thôi, không có sao cả. Nhưng mà anh nói là cái chỗ quen biết thì thật sự rồi còn cảm kích cái tấm lòng của anh thì hơn nữa. Nói chung là em đi đến cũng mấy lần mới thấy trường hợp vậy thì giờ em cũng không biết gì hơn. Đến đây bữa nay cũng tiền dịp mà gặp anh để trước là nhờ Út với anh giúp đỡ cho gia đình đó, với là nhờ cộng đồng mạng là trong nước và ngoài nước và mạnh thường quân có gì xem xét rồi hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình đó thì em cũng rất cảm ơn. Biết vậy là tận dị nhiều. Vậy là thứ nhất là ông cụ là ngoài 90 tuổi này, gần 90 tuổi là phải đặt máy trợ tim. Rồi ông anh cái người con thứ ba, con thứ ba của ông cụ đó bị câm, bị câm, câm điếc. Rồi được. Còn người sau nữa, người thứ sáu thì bị bệnh như thần kinh nữa, cũng được không làm gì được hết. Con làm cũng không công kiểu vậy đó. Còn một người Úc nữa, người Úc là lao động chính mà hiện tại giờ bị nằm viện chuẩn bị phẫu thuật. Nó là vậy đó. Bây giờ em nói hai cái vấn đề thế này nè. Một là nếu em sắp xếp được thì em sẽ có mặt ở trên đó. Còn nếu ví dụ như mà em không có lên được thì phiền anh là quay lại cho em cái hình ảnh đó. Mà cái hôm mà Út gửi tới đây á, thì là quay cái màn hình đứng nên là nó cũng không có đúng theo cái tỷ lệ của khung hình mà em cần. Và nếu được thì anh đặt ngang máy như thế này anh này. Anh đặt ngang máy, anh quay lại cho em ba thành viên trong gia đình đó và quay toàn cảnh cái ngôi nhà giùm em. Thì để em nói xong đã ha, để em nói hết đã là thế này. Trực tiếp được á thì nó có hiệu ứng tốt hơn, nó hiệu quả hơn. Nhưng mà gọi là bởi vì do công việc của em nhiều quá mà em chạy lên tuốt ở trên Long An thì cái điều đó là nó cũng mất thời gian và để mà gia đình chờ em thì cũng hơi lâu. Cho nên nếu ví dụ như mà anh có đi ngang đó đó mà thuận lợi cho anh đó thì anh quay ngang màn hình lại giùm em. Ngang màn hình là thế này nè, đặt ngang thế này. Ví dụ như là chào ông cụ, ông cụ năm nay bao nhiêu tuổi, rồi này cái ông đau gì, ví dụ vậy. Hỏi ông cụ xong thì khoảng chừng 3 phút anh tắt đi. Dài quá là gửi không được đâu nha. Khoảng 3 phút anh tắt, xong đó là anh quay ông anh thứ hai, rồi quay ông anh thứ ba đó, rồi hỏi chuyện những thành viên trong gia đình, kêu những người đó giới thiệu tên tuổi này kia vô dùm em. Thì nhìn sơ cái là có thể biết được cái tình trạng sức khỏe, cũng như là biết được cái người đó còn cái độ lanh lợi như thế nào. Mạnh thường quân này kia biết anh ha. Thì là đây là em nói cái trường hợp thứ hai thôi, còn nếu ví dụ được thì em trực tiếp thì nó cũng hay hơn. Thì đó cũng em cũng cầu mong sự giúp đỡ của anh khi có dịp anh đến Long An đó, thì em cũng mong một ngày nào đó anh cũng đến rồi cố gắng ghi nhận rồi giúp đỡ giùm. Đó anh cũng thật đặc biệt ơn. Ok anh, vậy thì bây giờ như em vừa nói với anh đó là chừng nào mà anh có ấy thì anh quay một số hình ảnh anh gửi tới cho em trước đi. Còn nếu ví dụ như mà thấy cái thuận lợi và có dịp mà em có lên đó nữa thì em trực tiếp được thì nó tính sau. Biết rằng á thì nếu mà ví dụ như là anh quay gửi tới này kia gián tiếp thì nó cũng không có hiệu ứng bằng cái khi em trực tiếp có mặt ở đó. Nhưng mà do cái thời gian thì nó hơi đối đế quá nên anh cứ gửi hình ảnh cho em ha. Còn anh có về ngang đó đó thì cho em gửi 1 triệu đồng. Cho em gửi 1 triệu đồng đỡ cho ông cụ mua gạo mua đồ này kia ha. Rồi em cũng xin nhận phần anh tướng dễ gửi cho gia đình nữa. Thì trước hơn em cũng thay mặt gia đình ông cụ thôi cũng cảm ơn là anh tướng Dĩ và mạnh thường quân rồi cộng đồng trong và ngoài nước. Em rất cảm ơn nhiều. Thật ra thì là lâu nay đó thì em chưa em không có nhận tiền của mạnh thường quân để mà đi làm từ thiện, bởi vì là lâu nay thì
em chủ yếu là làm bên việc tìm người, nên là nhiều cô chú gửi cho em thì em nói là gửi cho các kênh khác đó, bởi vì là em không có đi được, em cần, em cũng thấy ngại, cho nên là tạm thời cái này là tiền của em, em có lòng em gửi tới cho ông cụ, còn tiền mà của Mạnh Thường Quân thì là để em cập nhật lên thì xem có cô chú nào mà có thương tình á, thì có thương tình hỗ trợ được á, thì là chắc là để cho cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với anh. Thì có thể anh đọc cái số điện thoại của anh vô luôn. Đọc cái số điện thoại của anh vào trong cái buổi trò chuyện ngay này. Thì số điện thoại của em là 0934 056911. Em tên Trần Thanh Trường. 0934 056 0934 056 911. 911 anh Trường ha. Em tên Trường. Thưa cô chú và các anh chị thân mến, xem như đây là cái buổi giới thiệu về cái trường hợp khó khăn mà anh Trường biết được. Thì qua đây đó thì em rất là cảm kích cái tấm lòng của anh. Anh thấy người ta bị vậy đó, khó khăn tới mức như vậy thì anh đã đánh đường xuống đây. Thuê xe, bao khổ này kia xuống đây thì em cũng thấy được cái lòng của anh. Nhưng mà trước mắt thì là như em nói đó, là để mà giúp đỡ thì cần phải có mặt trực tiếp, thì theo em nghĩ là nó sẽ hiệu quả cao hơn. Thì thôi em cũng cầu mong ráng anh Tuấn Dị ráng cố gắng có sắp xếp thời gian thì đến gia đình để xem xét và giúp đỡ giùm. Em cũng rất cảm ơn nhiều. Thưa quý vị, vậy thì trong cái video này thì Tuấn Vị cũng xin cập nhật cái phần mà anh Trường đã quay để gửi cho cô Út đó, để cho cô chú anh chị chúng ta cùng xem để hiểu thêm về cái trường hợp của anh Trường vừa giới thiệu. Còn nếu cô chú nào mà có hỗ trợ được á, thì mong cô chú anh chị chúng ta liên hệ trực tiếp với anh Trường để gửi tiền cho cái trường hợp mà anh Trường vừa trình bày đó, thưa quý vị. Còn Tuấn Vĩ thật sự là kỳ này nó quá trời việc rồi, cho nên là về cái việc làm bên thiện nguyện á, thì Tuấn Vĩ hơi bị hạn hẹp về thời gian, nên là Tuấn Vĩ chưa có lên trực tiếp được ở đó. Nếu có dịp á, thì Tuấn Vĩ sẽ lên trực tiếp ở trên đó để ghi nhận. Nên là cô chú nào mà thấy thương tình cho gia đình mà anh Trường vừa nêu trên thì cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với anh Trường với số điện thoại mà anh Trường vừa đọc. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi trong cái video này. Và giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta xem một số hình ảnh của gia đình ông cụ. Dạ anh ha. Rồi chúc sức khỏe anh nha. Cảm ơn anh Tuấn Vĩ. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt cô chú anh chị. Bye bye cô chú. Rồi anh lại ăn miếng cơm đi. Đói. Đây thưa quý vị, cho phép Tuấn Vĩ quay chút xíu nha. Đây là bà xã của anh Trường phải không? Còn đây là anh tài xế. Đói bụng quá rồi. Đói bụng quá rồi thưa quý vị. Đó là đến đây là cũng đã đâu hơn 1 giờ chiều. Nên là bây giờ anh chị mới dùng cơm đó. Nên là cái tình cảnh của cái sự việc là nó cụ thể như vậy đó quý vị. Rồi anh Trường dùng cơm đi. Tuấn Vĩ cũng xin quay chút cho cô chú anh chị chúng ta biết. Thật ra thì em thì chỉ có là cập nhật về cái thông tin của cái trường hợp thôi, chứ còn cá nhân em thì em thì cũng gọi là một cái nhịp cầu nối thôi. Cầu mong Tuấn Vĩ có dịp đi lên trên Long An đó. Tuấn Vĩ ghé để mà ghi nhận hả chị ha. Trực tiếp để cho nó hay. Rồi vậy anh chị dùng cơm đi nha. Rồi chào anh chị. Rồi mình đi Út ha.